Vài năm trước thì có cả một làn sóng bổ nhiệm các quan chức lãnh đạo cấp sở, cấp tỉnh tại các địa phương khi những người này mới chỉ ngoài 30 tuổi, độ tuổi được cho là còn quá trẻ so với trọng trách mà họ đảm nhiệm. Dù còn nhiều nghi ngại, song người dân vẫn kỳ vọng rằng những quan chức trẻ tuổi này sẽ trở thành làn gió mới, mang đến sự quyết liệt, hăng hái trong cách điều hành công việc. Vâng, chỉ đáng tiếc rằng là chỉ có một hoặc hai năm sau thì chúng ta đã phải chứng kiến những nhân tố trẻ này lần lượt ngã ngựa vì sai phạm trong quá trình công tác hoặc là vì bổ nhiệm không đúng quy định. Sau Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành phố Đà Nẵng, năm 40 tuổi, ông Lê Phước Hoài Bảo, giám đốc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam khi mới 30 tuổi. Giờ đây thì dư luận lại đang dồn sự chú ý tới ông Huỳnh Thanh Phong, người giữ chức giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang khi mới ở tuổi 33. Hãy cùng với phóng viên của Chào Buổi Tối điểm lại quá trình thăng quan tiến chức thân tốc của ông Huỳnh Thanh Phong để hiểu vì sao mà dư luận lại nảy sinh nghi ngờ. Ông Huỳnh Thanh Phong sinh ngày 23 tháng 12 năm 1982, làm giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang vào năm 2015 khi mới 33 tuổi. Ông Phong là con trai của nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, ông Hoàng Minh Trắc. Theo lý lịch, ông Phong có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, anh văn trình độ B. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là con đường thăng tiến rất nhanh, trong vòng 5 năm từ nhân viên bình thường đến giữ chức giám đốc sở. Vào tháng 7 năm 2010, ông Phong là nhân viên ngân hàng Liên Việt chi nhánh Cần Thơ. Đến tháng 1 năm 2011, chuyển sang làm phó phòng của một đơn vị trong ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang. Tháng 6 năm 2012, chuyển sang làm ở Quỹ Phát triển Đất tỉnh Hậu Giang. Vào tháng 3 năm 2013, ông Phong được đề bạt chức trưởng phòng ở Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Hậu Giang. Tiếp đó, đến tháng 4 năm 2014, được bổ nhiệm làm phó giám đốc Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Hậu Giang và đến tháng 7 năm 2015 trở thành giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang khi mới ở tuổi 33. So sánh quy định về tiêu chuẩn của giám đốc Sở Công Thương do Bộ Công Thương ban hành với lý lịch thì ông Phong thiếu tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ. Ngoài ra vào thời điểm bổ nhiệm, tức là vào tháng 7 năm 2015 thì ông Phong chưa giữ ngạch chuyên viên chính. Một năm sau đó thì ông Phong mới có tên trong danh sách do Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang lập chuyển bộ nội vụ để đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016. Vâng, được biết là thời điểm mà ông Phong được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang thì ông Huỳnh Minh Chắc là cha ruột của ông Phong đang giữ chức bí thư tỉnh ủy Hậu Giang. Sau đó không lâu thì ông Chắc có đơn gửi bộ chính trị xin thôi giữ chức vụ chức nhiệm kỳ và đến đầu tháng 10 năm 2015 được chấp thuận. Sau khi dư luận có ý kiến, tỉnh ủy Hậu Giang đã có chỉ đạo giả soát lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến quy trình bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Phong và cho biết là sẽ có thông báo sau.